nay quay cái video ngày thứ ba đảm cho con của Messi và Bruno. Đây, mọi người cùng xem. Ok, cái này sáng hơn. Đàn cho con này thì hôm nay to rồi, to nhìn to lên từng ngày. Đây, đây, yên nào, đỏ nào, đây, hai đỏ, hai cái đỏ này, đỏ CPU với đỏ canxi to như nhau, rất là dài, cũng khó tính nữa, thế nào đấy? Con này nó bị đè cho nên nó kêu rồi này. Nào, cái con này nằm ra chỗ khác. Đừng có đè này nó. Rồi. Thôi xin để yên. Để mày nó cái nào. Không được. Bế em là phải nhẹ nhàng và phải xoa vuốt. Không thì em tiến ngay. Chân này đèo là con hết. Rồi để nó nằm xuống đây. Yên. Gì vậy? Mày con tí. Không, không rồi. Thơm nhẹ, thật nhẹ. Mình để là nó tỉnh nhé. Nó đang ngủ đấy. Đấy, bắt đầu có được ý kiến rồi. Thôi, kệ cho nó đi. Đây, cho nó ra tì nào, xi nằm ra. Làm ra cho tì, xi nằm. Rồi. Đúng rồi. Một con đầu tiên cho tì. Ok. Cái chân mà không được con xui ra làm sao này, thế nào xong lượt rồi thì nó lấy được ti. Thế này không được này, ông vừa quay rồi. Đây tí đi, xin nằm xuống, lần lượt từng đứa một nằm xuống. Con nào lắm mồm đấy, nhìn con cái vừa rồi chính nó. Rồi rồi, cứ nằm xuống, nằm xuống, nằm ra. Ok. Xi nằm xa quá. Đây. Đi đây. Đây cho em tí cái tí này cho dễ tí này. Đấy. Rồi, đây rồi. Các bụng này thì tí này. Đúng rồi, thế nào kêu. Nghe xem nào. Đây. Nghe thấy cho nó ăn sốt ruột. Được. Ok. Đấy, lại một tí là nằm yên đây này. Đã rạch một tí nó biết nịnh rồi đấy. Thích được nịnh rồi. Thế nào? Không xin. Con nó không thích. Rồi, yên đấy. Đây, tao tí nằm đây. Xin nằm đây. Sữa rồi lại còn kém chọn gì đấy. Đấy.
chưa sờ đến, chưa sờ đến là vẫn ngủ. Sờ đến nào, một mình nằm một chỗ nhé. Nằm ra, Messi ngồi dậy, thằng con nó lại xô đẩy ra, nằm ra. Sữa này tránh ra nào, mọi
xếp vào này. Từ đã, chờ đây. Tí nữa xếp chỗ. Đây, xếp vào đây. Xếp vào đây, xếp chén đây. Rồi. Si nằm thế thì biết nào ti được hả Si? Không được rồi, nằm thế thì không ổn. Đặt ra. Nằm thế nào thì con nó mới ti được chứ. Nằm thế là con ti được. Ngựa ngựa quá vậy. Ui xa, sữa nó lắm. Đấy, có tính chưa? Đừng có đùa với Linda rùa. Đang ngủ không sao nhỉ, chạm vào đừng trách. Đi đúng lắm. Ok.
cập nhật tình hình cho con ngày thứ ba đàn cho con của Bruno và Melcy cho các chủ đã đặt cọc cái đàn này theo dõi, và mọi người cũng tiện theo dõi cái sự phát triển của cho con. Cảm ơn mọi người.